Vì biết rằng có những người học Phật rất nhiều chục năm, nhưng học ra một cái tâm kiêu ngạo ngã mạn, học ra một cái tâm khó khăn khó chịu, luôn luôn mà nghĩ rằng việc làm mình là đúng, không ai khuyên răn được. Học Phật càng lâu càng trở thành người mà người ta thấy sợ. Người học Phật như vậy cũng gọi là hướng ngoại chi cầu. Người hướng nội càng học càng sửa đổi lỗi lầm, càng học càng trở thành người tốt, trở thành người đơn giản, áp dụng được Phật pháp trong cuộc sống, là một con người sống cảm thấy an vui tự tại, làm thiện đủ duyên chăng thật làm, việc ác thì đoạn, không phan duyên dù là việc thiện. Đó là hướng nội nên đạt được lợi ích thật sự. Và càng học Phật về sau thì càng có tâm giải thoát, tâm lượng càng mở rộng, không bị những trần cảnh buộc ràng, không bị lợi danh buộc ràng. Người học Phật như vậy thì vô cùng là an vui tự tại. Phải nhớ, từ nơi đó mà mình là người nghe được Phật pháp. Nhớ cái câu mà Ấn Tổ ngày dạy: hồi quang phản chiếu, nhìn lại chính mình. Nhớ. Nhìn được mình là trí tuệ, soi xét mình là trí tuệ, mỗi ngày phản tỉnh mình là trí tuệ. Phản tỉnh được những lỗi lầm của mình còn nhiều cái sai quấy như vậy. Học Phật như vậy thì giảm đi cái kiêu ngạo ngã mạn. Còn nếu không thì học ra một cái tâm kiêu ngạo ngã mạn, một con người khó khăn khó chịu. Những điều chúng ta nhắc nhở nhau đây không phải những đức dạy đời gì, mà điều nương vào lời tổ sư, để mỗi một người chúng ta hồi quang phản chiếu. Học Phật như vậy thì sẽ có được sự lợi ích thiết thực nhất. Mỗi ngày mình niệm một câu Phật hiệu: A là Vô Di Đà là Lượng, Phật là Giác. Không phải là niệm cho người khác giác ngộ, mà mỗi người mình niệm là mỗi người mình giác ngộ. Mình niệm câu Phật hiệu là để tâm mình giác ngộ. Giác ngộ thì thường vui, nên người khác thấy mình niệm Phật lợi ích, an vui, người ta học, người ta niệm theo. Chứ không phải là mình niệm câu Phật hiệu này mà mình hướng ngoại chi cầu, cầu cho gia đình, cầu cho chồng sớm. Đây gọi là hướng ngoại chi cầu. Mình niệm Phật mình tu là lợi ích ngay xác thực là mình, lợi ích xác thực ngay mình rồi thì tất cả mọi người sẽ học theo. Chính con người chúng ta học Phật thì chúng ta là người sửa đổi lỗi lầm trở thành người tốt. Vậy thì tâm mình đã tốt, tất cả việc này trước mắt đều là tốt hết. Nên một người mình đã sửa được lỗi lầm thì việc trước mắt mình, việc gì cũng sẽ tốt. Tâm thiện thì cảnh thiện, tâm ác thì cảnh ác, tâm an thì cảnh an, tâm nào thì cảnh ấy. Quý vị coi cái lúc mà tâm chúng ta khoan dung tha thứ thì hoàn cảnh trước mắt chúng ta dễ khoan dung tha thứ. Còn nếu như tâm chúng ta bực bội, bực dọc khó chịu thì cảnh duyên trước mắt chúng ta là bực dọc khó chịu, chúng ta khó tha thứ cho người khác lắm quý vị. Suy nghĩ đi. Nên mình học ra một cái tâm giác ngộ là một cái tâm khoan dung tha thứ. Một con người có tâm tha thứ, mình tha thứ cho người thì người tha thứ cho mình. Mình không lên án người thì người không lên án mình. Mình khoan dung người thì người khoan dung mình. Mình thương yêu người, người thương yêu mình. Nhân nào quả nấy.
Đời này có nhiều người ghét mình là vì mình đã tạo cái nhân ghét nhiều người, không vừa lòng, không vừa ý. Mà bây giờ mình phải gặp cái quả báo gì? Nên mới nói rằng mình khoan dung cho người thì nhất định là nhân quả sẽ quay ngược lại, người sẽ khoan dung cho mình. Nãy trên đường bên kia đi qua, có một chú đi theo những đức. Những đức nói chú này một câu nè: bởi vì mình học Phật phải tin nhân quả. Chùa mình có một cái cô này, cô nuôi cái cụ già thời gian cũng mấy năm nay, cũng nhiệt tình, mỗi ngày đổ bô, đút cơm, chăm sóc, lo từng chút. Xuyên suốt mấy năm nay có khi bị gầy, bị la, có khi đang đút cơm cho các cụ ăn, bà hát cơm, có nhiều bà khó tính, nhiều bà phải chửi, có nhiều bà phải đánh, có khi tuổi thân cũng khóc. Mình là phàm phu quý vị, cách đâu mấy ngày nay, tự nhiên trong một cái buổi sắp xếp, những đức cho cô đó nghỉ. Vừa cho cô đó nghỉ, những đức hỏi có cô nào phát tâm nuôi các cụ không? Tự nhiên có một cô của tự cô phát tâm. Còn cái cô mà nuôi các cụ già mấy năm nay, tự nhiên cô xong việc buông xuống. Nên cái người tu hành quan trọng là ngay chỗ này. 5-6 năm nay nuôi các cụ, có nhiều cụ khó khăn gì mà không có từ nan, không có xin nghỉ, vui vẻ lo lắng với các cụ. Hình như đến lúc mình trả xong nợ, tự nhiên người ta kêu mình nghỉ, thì lúc đó mới chứng tỏ được người tu hành là buông xuống. Người ta kêu mình nghỉ, mình buông xuống thôi. Khi buông xuống được thì tâm nhẹ nhàng, cô lo việc khác. Tự nhiên có một cô tự nguyện phát tâm để nuôi các cụ. Hồi nãy như Đức đi ngang thấy cổ bưng mấy cái bô nước tiểu cô đi đổ. Nhưng Đức nhìn, nhưng Đức nói rõ ràng, khi mình vui vẻ mình trả nợ, khi nợ dứt rồi thì tức khắc là xong việc. Còn khi mình có duyên có nợ thì tức khắc mình phải dính vào để mình phải làm, mà lại thích làm đó chứ. Nên trong Phật Pháp dạy mình thiếu nợ thì vui trả đi, trả xong nợ thì tức khắc nhẹ nhàng trong tâm. Còn nợ trả chưa xong mà muốn vịt nợ thì ăn không ngon ngủ không yên. Nên có khi mình làm vợ người ta, mình thương người ta hết lòng, nhưng người ta lại không thương mình, người ta lại hành hạ mình, thì mình biết đây là mình thiếu nợ người ta, nên người ta đến người ta đòi nợ. Vậy thì nhớ câu thiếu nợ thì vui trả đi, trả cho xong đi. Thiếu nợ mà dùng dằn chi, trả mà còn dùng dằn nữa thì trả lâu lắm. Vui trả đi nghe, thì tức khắc mình bừng tỉnh. Ô, thiếu nợ thì vui trả đi, vui trả thì trả mau xong, không vui trả thì cũng phải trả, mà trả lại nặng nè, lại buồn phiền. Thấy không? Từ nơi đó hay. Giống như trong Phật Pháp mình để ý, mình thấy mỗi nhân duyên con người, gặp con người nó đều có cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, giống như là sự hứa hẹn vậy. À, nó khớp vô vị trí chứ. Có duyên thì tự nhiên gặp à. Duyên thì có thuận duyên, có nghịch duyên. Thuận hay nghịch gì cũng phải gặp. Thuận thì thương yêu, nghịch thì buồn phiền, sống ở cõi đời làm gì. Còn mình là người nghe đạo tu hành, thuận hết lòng không dính mắc, nghịch hết lòng vui trả không buồn phiền. Đúng rồi, học Phật như vậy là quá đúng. Đây gọi là hướng nội, thì hưởng được cái hương vị của Phật Pháp xác thực, xác thực nhất luôn quý vị.
Hay, công nhận hay thiệt. Những điều chúng ta chia sẻ đây nhắc mình nhắc người, tâm tư mình cũng cảm thấy rỗng rang thoải mái, mà người nghe cũng cảm thấy rỗng rang thoải mái. Nên một câu Phật hiệu mỗi ngày mình thường niệm, cứ miệng niệm, lỗ tai nghe, đây gọi là cách hồi quang phản chiếu quý vị. Lợi ích này thiết thực nhất, đặc biệt nhất. Học Phật mà không hướng nội thì uổng một đời học Phật của mình quá quý vị ơi. Nên tất cả những người học Phật là để giải tỏa tâm tư, trong lòng không buồn giận ai. Vì mình gieo nhắn thì gặt quả, thì buồn giận người ta làm gì. Có những người chúng ta nghe gì thì nghe, nhưng nếu không nhớ Phật niệm Phật thì vẫn ôm ấp những nỗi buồn giá diết trong cõi lòng, cứ nặng nề mãi. Đã biết đó là thiếu nợ, biết đó là nghiệp quả, vậy mà vẫn buồn phiền. Nếu như muốn giải tỏ nỗi buồn trong cõi lòng thì cứ thường nhớ ai với đà Phật, đi đứng nằm ngồi cứ thường nhớ Phật, niệm Phật là lợi ích lớn nhất quý vị. Chúng ta mỗi ngày học tập như vậy cũng phải kiên nhẫn chứ. Bữa nay chúng ta học lại tập 1 của cái đề học quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc này quý vị. Chúc mừng quý vị đã nghe được 300 tập. Và chúng ta đã phát tâm học được 300 tập. Bây giờ trở lại tập 1 để học tập. Rất vui khi chúng ta cùng học tập với nhau, tiếp tục mỗi ngày. Cả đời này mình xây dựng để sửa đổi lỗi lầm của nhau quý vị. Những đức cũng là người đang sửa đổi lỗi lầm, quý vị cũng là người đang sửa đổi lỗi lầm. Chúng ta đều là phàm phu đang học sửa đổi lỗi lầm. Phát lên tín nguyện kiên cố để đời này quyết chí phải về thế giới cực lạc quý vị ơi. Nhớ cái câu thiếu nợ thì vui trả đi, trả nợ mà dùng dằn làm gì. Trả thì phải trả, dùng dằn thì trả càng khổ. Vui vẻ thì trả rất là mau, cũng không cầu mau, cứ vui mà trả, thuận duyên mà trả, nghịch duyên cũng phải trả. Miệng cứ thường niệm Phật, đi đứng nằm ngồi cứ niệm Phật, một bên là vui trả nợ, một bên là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Tuyệt vời quá, đặc biệt quá quý vị. Cứ chân thật như vậy mà làm, những đức kể những câu chuyện quý vị nghe có lợi ích. Như cái cô nãy những đức nói đó, nuôi các cụ suốt nhiều năm nay, tự nhiên những đức cho nghỉ, cô vui vẻ nghỉ. Đó là hết nợ hết duyên rồi. Người kia tự nhiên phát tâm, những đức sắp xếp công việc, cô vui vẻ làm, rõ ràng. Nên cuộc sống ở cõi đời này có những cái mình nói người đó sao ngu quá, người đó sao dại quá, tự đi nhào đầu vào khổ làm chi. Rồi bản thân của mình khổ, sau này có khi mình là hờn trách, mình nói đúng là mình ngu thiệt, khổ mà đi nhào đầu vào thì khổ. Không phải ngu gì đâu quý vị ơi. Nghiệp duyên phải trả là trả thôi, ngu gì ngu. Cái nhân cái quả, cái nghiệp cái duyên dẫn dắt quý vị chạy, chạy chờ cũng không khỏi nắng. Đã trả là trả, làm sao mà nói là ngu được. Nếu mình nói người ta ngu là mình kết kết cái nghiệp. Phải nói là nghiệp quả đã đến, phải trả. Có những người con gái thiệt đẹp, nhưng lại cam tâm đồng ý lấy một người già, một người xấu xí để lo lắng cho người ta. Quý vị nói người ta ngu à? Trả nợ là phải trả thôi, vui vẻ mà trả đi. Trả xong rồi thì tức khắc hóa giải. Nên trong kinh Nhân Quả Phật dạy, tất cả nhân duyên gặp nhau ở cõi đời này thuận hay nghịch, dù là một miếng cơm, một miếng nước, một miếng vải, một đôi dép, đều là do phước báo nhân duyên mà có được. Có nhân ắt có quả.
Từ nơi đó mỗi người chúng ta học Phật là học ra được cái việc thông định lực nhân quả. Con người mà hiểu được định lực nhân quả rồi thì mình sống mỗi ngày không có sống khổ đau, khổ tâm. Sống như vậy không có ý nghĩa gì hết quý vị. Nhớ. Nên phải hướng nội để học Phật. Nếu như cứ hướng ngoại rong ruổi tìm cầu, chẳng biết phản chiếu hồi quang, học Phật như thế thật khó được lợi ích thật sự. Cũng như những đứa quen một cái anh này, anh cũng như làm Phật sự lớn lao, làm nhiều pháp hội lớn lao, đến khi tự nhiên phát bệnh. Lúc này anh tự ngồi suy nghĩ đi. Và tất cả chúng ta nên suy nghĩ đi. Nếu như chúng ta mỗi ngày gầy dựng công phu niệm Phật, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, thì khi mình gặp bệnh đau mình đâu có bị hụt hẳn. Còn người không gầy dựng tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, cứ hướng ngoại chí cầu, khi gặp nghiệp duyên đến để khảo đạo thì có khi mình lại chớ dớ. Mà có nhiều người còn quay cái tâm lại trách chư Phật Bồ Tát, con làm nhiều việc trong Phật Pháp như vậy, vì sao con phải gặp cảnh duyên cảnh ngộ như vậy, gặp bế tắc như vậy. Đức Phật cũng nói rằng con tuy là học Phật nhưng không hướng gì nội tâm mà tu học, sửa đổi lỗi lầm, nghe định lực nhân quả. Con luôn luôn hướng ngoại, tạo cảnh duyên bên ngoài, làm việc lớn lao bên ngoài, mà quên hồi quang phản chiếu nhìn mình. Nên con đi học Phật nhiều năm, nhưng con đều là hướng ngoại. Con còn muốn kể công với Phật Pháp hay sao? Con làm được việc gì trong Phật Pháp? Phải chi con hướng nội, con sửa đổi lỗi lầm, vậy thì con có công trong Phật Pháp là công gì? Là chính cái hành động con học Phật, mỗi ngày an vui, làm được những điều lợi ích. Dù là nghiệp quả gì đến với mình cũng vui vẻ trả. Người học Phật như vậy là hướng nội đó con à. Vì nghe rất rõ ràng. Có những người dù là xây chùa cao Phật lớn, làm bao nhiêu việc lớn lao, nhưng cuối cùng vẫn là chớ dớ, chết bất đắc kỳ tử chớ dớ. Nói vì việc giải thoát thì xa vời quá. Thua một bà già niệm Phật vài năm, kiên trì niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây là việc chúng ta thấy rõ ràng. Nên làm gì thì làm, nhưng phải bổ túc cái tâm của mình là tâm giải thoát, tâm tu hành giải thoát, hướng nội tu hành. Vậy thì khi cái chết đến với mình bất tử, mình vui vẻ mà trả. Cái bệnh đến với mình vui vẻ mà trả. Vì sao? Vì mình có A Di Đà, thì lo sợ gì nữa. Một viên thuốc A Di Đà là viên thuốc thần diệu, nếu bỏ đây không uống thật là ngu lắm mà. Mỗi ngày chúng ta đi đứng nằm ngồi, A Di Đà Phật, 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 cứ chân thật mà niệm đi, lão thật mà niệm đi. Thuận duyên cũng niệm, mà nghịch duyên cũng niệm, khỏe mạnh cũng niệm, mà bệnh đau cũng niệm, đẹp cũng niệm mà xấu cũng niệm, danh tiếng đầy đặn cũng niệm mà mất hết danh tiếng cũng niệm. Có nghĩa là mình như thế nào cũng niệm A Di Đà Phật. Đây gọi là người gầy dựng niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Đúng rồi đấy. Nhớ. Nên người niệm Phật mỗi ngày phải có tâm như vậy. Có một đoạn án tổ ngày nhắc nhở này. Người thật sự tu hành phải mài luyện trong trần lao, khiến cho phiền não tập khí dần dần bị tiêu diệt, thì mới là công phu thật sự. Trần lao là gì? Quý vị là người có tâm niệm Phật, có tâm tu, nhưng mà trước mắt quý vị nhiều nhân duyên thử thách, sống trong trần lao nhân duyên đó đó, trong nghịch duyên đó đó, mà mình vẫn giữ được tấm đạo mình, thì tổ sư nói đây là công phu thứ thật. Không phải mình đi tìm, mà trước mắt của mình, hoặc là cộng tu, tu hành cùng với những người tính tình này, tính tình kia, tính tình nọ, nhưng mình không có trách hờn họ, mình cùng tu với họ được. Đây là công phu thật sự. Đây là chằng lao, chứ không phải kêu quý vị chạy ra tìm những cái cảnh duyên, nghịch duyên. Không phải, thuận không dính mắt, nghịch không buồn phiền. Đây là người tu hành phải mài luyện trong chằng lao. Chằng lao là gì đó?
thì sống trong cõi đời này, trong một gia đình, trong một đoàn thể, nó đều có gì hết trơn. Nếu như quý vị đá đổ hoặc là bất cần, hoặc là mình không rèn luyện trong sự việc đó, vậy thì công phu này là công phu dởm. Quý vị có rèn luyện cỡ nào cũng là dởm thôi. Vì sao? Vì sanh phiền não, sanh bực bội, khó chịu. Mỗi một con người sống với nhau thì giống như bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Người nhìn thấu nhiều thì buông xuống nhiều, người nhìn thấu ít thì buông xuống ít, người không nhìn thấu thì chưa buông, vậy thôi. Cũng như bàn tay có ngón tròn, ngón dài, ngón ngắn, ngón to, ngón nhỏ, nó cũng là trong bàn tay mà thôi quý vị. Có khi cái thiện bị cái bất thiện nó nâng lên. Có những người thiện vô cùng nhưng bị người ác hại. Lịch sử cũng ghi chép người thiện này nâng lên cho đời đời kiếp kiếp phải học theo. Chúng ta nói oan ức gì quý vị? Nên từ nơi đó, người tu hành, ví dụ như cái cô mà câu chuyện nghịch viết, lấy một ông chồng, sống với chồng, cô nghe Phật pháp, cô muốn ăn chay, cô muốn niệm Phật, người chồng này dùng nhiều cách để cản trở. Cô kia ăn cơm, chồng lấy mỡ heo chế vô, thấy thịt độn bên dưới, cô thấy khó xử vô cùng. Chỉ muốn ăn chay thôi mà khó khăn như vậy, trong lòng nặng nề, quỳ trước Phật khóc. Thiện chưa thức đến phiên, chỉ có ăn chay thôi mà. Nếu ăn chay mà để nặng nề như vậy, vậy ăn chay làm gì? Đó là nghịch duyên, cô phải vui trả. Dù là gấp rau trong thịt mà ăn, tâm chay vẫn thật sự là công phu chay. Công phu này là thật sự công phu. Cô nghe hiểu, có hai vợ chồng sống với nhau mà biết tu mà cứ phiền phức như vậy sao? Nên nấu ăn cùng ăn với chồng, nhưng cái tâm của cô thật sự là ăn chay, đã vượt qua được một nghịch cảnh đó, vẫn giữ tâm đạo. Ông chồng không cho niệm Phật ra tiếng, cô niệm thầm trong tâm. Ông chồng không cho lễ Phật bằng ngày, cô lễ bằng đêm. Ông chồng gìn gìn, ông chồng thấy được, tìm mọi cách chuyển qua nghề mằng heo, bắt cô cầm chân heo. Cô sống trong nghịch duyên như vậy, đau khổ vô cùng. Thiện chí thức tiếp tục phiên cô, đó là nghịch duyên cô phải trả. Người niệm Phật, cô đâu có tâm ác, nghịch duyên cô phải trả. Tâm cô không có ác. Ông chồng trước khi mằng heo, cô quy y cho heo, niệm Phật cho heo nghe. Khi ông chồng đâm heo, đâm xong rồi, cô tiếp tục niệm Phật tới chừng nào heo chết đi. Tâm của cô thiện như vậy, sống trong nghịch cảnh như vậy mà tu được, quý vị nghĩ sao? Bao nhiêu sự khó khăn, câu chuyện thì kể đơn giản, nhưng mình suy nghĩ, nếu đặt mình vào người như vậy, khó khăn cỡ nào quý vị? Quá khó khăn. Như vậy mà vẫn giữ cái tâm tu, gọi là giữ tính nguyện mà niệm Phật. Cuối cùng cô biết ngày giờ giảng sanh, ra đi tự tại. Khi cô giảng sanh thì chồng của cô hồi tâm chuyển ý, cũng phát tâm niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Nên độ người không bằng độ mình đó quý vị à. Độ mình được thì độ người được. Nên tu hành mà muốn chuyển nghiệp người thân thì trước nhất mình chuyển nghiệp mình đi. Có nhiều người chúng ta tu hành, niệm Phật, làm thiện, cứ mong chuyển nghiệp người thân mà quên đi cái tâm của mình mỗi ngày cứ ghi gỡ vào họ, làm sao chuyển nghiệp. Muốn chuyển được cái nghiệp họ thì cái tâm của mình phải nhớ ai với Đạo Phật, phải niệm ai với Đạo Phật. Chuyển được cái nghiệp của tâm mình là cái ái nhiễm của tâm mình. Khi chuyển được cái ái nhiễm của tâm mình thì tức khắc sẽ chuyển được cái nghiệp của họ. Nghiệp lực của chúng sanh do ái nhiễm chiêu cảm kết nối mà thành.
Nên chúng ta tu mà hóa giải được cái tâm ái nhiễm từ tâm mình thì tức khắc nghiệp duyên chuyển được. Nên chuyển người không bằng chuyển mình. Tự tâm mình chuyển đi cái tâm buồn giận, cái tâm trách hờn, chuyển cái tâm nghịch duyên thành thuận duyên, chuyển cái tâm thuận duyên thành giải thoát. Vậy là đúng rồi quý vị. Chúng ta là người niệm Phật như vậy là niệm đúng. A là vô di đà là lượng, Phật là giác. Những buổi học tập này nhắc nhở chúng ta nhìn thấu để buông xuống quý vị à. Mỗi một người sống ở cõi đời này đủ thứ cái nghịch duyên để thử thách mình hết. Nhớ, người thật sự tu hành phải mài luyện trong chằn lao, khiến cho phiền não tập khí dần dần bị tiêu diệt thì mới là công phu thật sự. Nghịch duyên cỡ nào cũng niệm Phật, vui trả nợ là mài luyện trong chằn lao, nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Phải tin nhân quả. Khi tin nhân quả rồi thì nhất định mình sẽ không có cái chuyện hờn người trách vợ, buồn phiền. Một con người mà mang cái tâm buồn phiền, hờn trách thì sự khổ đau sẽ đến với người này triền miên, không có ngày dứt. Muốn giải quyết được vấn đề khổ đau phải bắt tay vào việc sửa đổi lỗi lầm. Nhớ nha quý vị. Nên người xưa nói rằng học Phật là học sửa đổi lỗi lầm. Từ một người sai quấy học từ từ trở thành con người đúng đắn. Học như vậy gọi là học đúng như lý như pháp. Đã là đúng như lý như pháp thì tổ sư nói tất cả những sự khổ đau cuộc đời lần lượt từ từ hóa giải. Vậy thì chúng ta tâm bệnh, thân bệnh đều là do hành động sai lầm mà ra. Nên khi chúng ta buồn phiền, lo âu, đêm ngủ thấy ác mộng, thân thể bệnh hoạn, không được khỏe, thì chúng ta tự kiểm lại cái hành động của mình. Nếu như chúng ta kiểm được chân thật sửa đổi thì lần lần sẽ hóa giải. Bằng cách nào tiện bề nhất? Một câu Phật hiệu thường nhớ mà niệm. Phải nhớ học Phật ở chỗ thay đổi bản chất, tu hành ở chỗ thay đổi quan niệm. Bắt tay vào chỗ nào? Niệm Phật. A là vô di đà là lượng, Phật là giác. Niệm cái vô lượng giác này thì nhất định thay đổi bản chất, thay đổi quan niệm sai lầm. Chính một câu Phật hiệu này, những đức niệm thay đổi được tính tình của mình, thay đổi được cái sắc diện của mình, tâm tính của mình. Từ một câu Phật hiệu này, chân thật mà niệm sẽ thay đổi. Nếu như người có thiện căn mà tin mà dùng, chắc chắn có kết quả. Kết quả này thù thắng lắm quý vị. Nên có một đoạn An Tổ Ngài nhắc rằng là nếu cứ nhất quyết muốn học rộng hết cả thì chẳng phải là không lợi ích, nhưng vì nghiệp chướng chưa tiêu nên chưa được lợi ích, lại bị mắc bệnh trước. Nghiệp chướng chưa tiêu là tâm tạp loạn, tâm kiêu ngạo ngã mạn nặng nề, mà càng học nhiều thì không đạt được sự lợi ích thiết thực, càng học nó càng tạp thêm. Giống như một con người vọng tưởng nhiều là do gì? Nghiệp chướng nặng. Mà càng bỏ vào nhiều thứ vào trong tâm thì chướng này càng tăng thêm chướng, tạp này càng tăng thêm tạp,
bằng các cách nào nó mới hóa giải được cái tạp tâm đó. Nhất hướng một câu Phật hiệu mà niệm, giúp cho tâm thanh tịnh, giúp tiêu trừ nghiệp chướng. Một câu Phật hiệu này thường nhớ thì tình chấp giảm, tình chấp giảm thì tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì trí tuệ sanh, trí tuệ sanh thì nhìn thấu, nhìn thấu thì buông xuống hờn giận hận thù. Tức khắc việc gì cũng có thể hóa giải được. Nên nhiều người chúng ta bây giờ học Phật càng lâu thì càng hết cũ, là ngay chỗ nào tâm tạp loạn mà muốn đi học rộng hiểu nhiều. Nên đoạn này Ấn Tổ ngày nói bị mắc bệnh trước, tu tâm không được an lạc, nhưng trước nhất là tâm bệnh trước. Tâm bệnh thì thân bệnh. Vì sao? Vì tâm tạp loạn mà nghe nhiều, muốn học nhiều, thua. Vì người nào mới là người nghe nhiều, học nhiều? Tình chấp của tâm giảm, tâm thanh tịnh, trí tuệ sáng, càng nghe càng phát sinh trí tuệ. Nên khi đại lão ở Thượng Tịnh Không học cùng với hai vị thầy là thầy Phương Đông Mỹ và Chương Gia Đại Sư, khi gặp cư sĩ Lý Bỉnh Nam, một vị cư sĩ, khi đại lão ở Thượng Tịnh Không đến cầu học, thầy Lý nói một câu rằng: nếu ông muốn học cùng tôi thì ông phải hoàn toàn nghe lời tôi. Tất cả những sở học lúc trước ông học cùng với hai người thầy, sách vở ông đọc, ông nghe rộng hiểu nhiều, tôi đều không chấp nhận. Nếu học cùng tôi thì phải bỏ hết, nếu chịu thì học, còn không chịu muốn đi đâu thì đi. Từ hôm nay nếu quyết định học cùng với tôi cho được đọc sách nào thì được đọc, không cho, không nói đến thì không được đọc. Nghe giảng pháp tôi cho nghe người nào thì được nghe, tôi không nói đến thì tuyệt đối không nên phan duyên. Nếu chịu thì ở đây học, không chịu thì đi đâu thì đi. Nhưng quy tắc khuôn khép đó có thời gian. Thời gian bao lâu? 5 năm. Thời gian 5 năm. Thì lúc đó đại lão ở Thượng Tịnh Không trong lòng cũng suy nghĩ: thầy Lý Bỉnh Nam, một con người này hình như xem trời bằng dung, chắc xem mọi người không bằng mình. Nhưng nghe nói thầy Lý có sở học, cố gắng hết lòng theo học, nghe lời, chân thật hành trì theo lời dạy của thầy Lý. Lúc đó sách vở đại lão ở Thượng Tịnh Không lúc còn trẻ buông xả hết, y theo lời thầy Lý chỉ dạy. Thì ngày giảng thuyết ngày nêu lên rằng khoảng 3-4 tháng thì ngài đã thấy kết quả của nó. Những gì lúc trước đọc sách, đọc kinh không hiểu thì bây giờ tự nhiên hiểu. Ngài đã thấy được phương pháp này quá hữu hiệu. Nên kính tin y giáo phụng hành. Gần đến thời gian 5 năm thì ngài thấy cái lợi ích này quá lớn, quỳ xuống trước mặt thầy Lý Bỉnh Nam xin cho thêm thời gian 5 năm nữa. 10 năm học tập với thầy Lý Bỉnh Nam, nhất môn thâm nhập, quân tu lâu dài, kết quả vô cùng lớn. Nên công đoạn này đại lão ở Thượng Tịnh Không ngài nêu lên, và công đoạn này chúng ta đọc lời dạy của Ấn Tổ, quý vị coi rất phù hợp. Nên Ấn Tổ ngài nói rằng: nếu cứ nhất quyết muốn học rộng hết cả
thì chẳng phải là không lợi ích, nhưng vì nghiệp chưa tiêu nên chưa được lợi ích, lại bị mắc bệnh trước. Không, nghiệp chướng là tình chấp nặng nề, nhiều cái nặng nề trong tâm, chấp pháp, chấp tướng, chấp ngã, kiêu ngạo ngã mạn, vọng tưởng nhiều, mà học rộng hiểu nhiều, càng học thì bệnh càng nặng. Trước nhất là bị bệnh, không được cái lợi ích mà bị bệnh trước. Chúng ta khi nghe công đoạn này, quý vị nhớ là một người gặp tịnh độ mà đủ duyên chắn thật một câu Phật hiệu, niệm lâu dài, niệm lâu dài, nhớ nghe, quân tu lâu dài, nhất định là càng ngày càng sanh được trí tuệ. Khi đọc sách hoặc nghe lời chư tổ sư, chúng ta có cái lãnh ngộ. Những người này càng tu học thì càng an vui, càng an lạc. Vì sao? Vì họ chỉ có chấp trì A Di Đà Phật, họ không có những cái tình chấp nặng nề, nhiều thứ tạp loạn. Một con người thường sanh phiền não là vì tình chấp nhiều thứ nặng nề, từ nội tâm có khi phản đối nội tâm, có khi sở học thì sanh ra nghi, nghi nhiều thành chướng. Người xưa có khả năng đại nghi đại ngộ, chúng ta thì càng nghi thì càng chướng. Vì sao? Vì căn cơ không được như người xưa. Khả năng chúng ta gặp pháp môn tịnh độ, nghe ít, hiểu ít, nhưng lại biết A Di Đà Phật, thường nhớ A Di Đà Phật, thường nhớ thế giới cực lạc. Đây gọi là lấy quả giác Phật A Di Đà làm nhân tu. Tu như vậy thì chư tổ nói rằng vạn người tu vạn người giảng sanh, lấy tín nguyện niệm Phật làm tông chỉ để tu hành cầu giải thoát, lợi ích rất là lớn. Phải nhớ nên những công đoạn này khi chúng ta đọc lời dạy chư tổ, đặc biệt quý vị, bởi vì chúng ta thầm nghĩ, nếu như mình không được nghe lời tổ sư có tu có hành có chứng chỉ dạy thì chúng ta tu tịnh độ giữa chừng cũng bỏ cuộc. Khó ai có thể giữ được đạo tâm của chính mình. Nhờ may mắn mỗi ngày chúng ta đọc được văn tự của chư tổ sư, phàm phu nghiệp chướng nặng nề như chúng ta mà được nghe văn tự của chư tổ mỗi ngày, được ung đúc sự tu hành không giải đãi. Những đức nghĩ rằng nếu như những đức không nghe được lời chư tổ sư, không nghe được pháp hòa thượng Tịnh Không lót nền móng, thì chắc chắn rằng sự tu hành của những đức cũng bỏ cuộc, khó thể nào mà giữ đến ngày hôm nay. Những đức thấy tu hành càng về sau thì thấy càng khó tu. Vì sao? Vật chất phát triển mạnh, con người học Phật chúng ta càng ngày càng biến chất, phần nhiều chạy theo chiều hướng của danh lợi, ít có ai hướng đến chỗ giải thoát. Nếu như chúng ta học Phật mà hướng đến danh lợi thì không có tâm giải thoát. Đã là không có tâm giải thoát thì không thể nào tiếp nhận được giáo pháp. Nên mỗi một người chúng ta nên trân quý vị, nên trân quý những buổi học tập mỗi ngày như vậy. Thì thời gian nó có nửa tiếng, nhưng đều là tinh hoa chính nhất để ung đúc tinh thần tu hành của chúng ta không dễ đại. Nên những văn tự này những đức đọc lên để chúng ta học tập rất là hay quý vị. Có một đoạn trong kinh này, trong kinh Đại Niết Bàn Phật dạy công đức hộ pháp cao hơn công đức hoằng pháp, nhưng người hộ pháp phải chân thật làm thì mới được. Hộ pháp là giúp đỡ, người này phải có tu hành, có góc độ, có trí tuệ giúp đỡ người tu hành. Không phải là người này là người muốn tạo công đức phước duyên lớn. Nếu như người này là người không phải có tâm tu giải thoát thì làm việc hộ pháp không được. Nhớ, làm không được. Người này phải trí tuệ, có góc độ nhìn. Có nhiều người hôm nay
càng hộ pháp thì càng hại người. Lúc chưa hộ pháp cho người thì người còn có tu hành, càng hộ pháp thì người càng hư. Có nghĩa là tạo điều kiện cho dễ hư, tạo điều kiện dễ tạo nghiệp. Họ nghĩ rằng giúp đỡ người xuất gia đầy đủ vật chất, đầy đủ phương tiện, họ nghĩ rằng đó là hộ trì, nhưng thật sự là hại người. Quý vị phải nhớ rằng một đứa con nhà giàu mỗi ngày ăn sung mặc sướng thì quý vị coi nó nằm đừ người ra, trở thành vô dụng. Vậy thì một con người tu hành cũng vậy, nếu như quá đầy đủ của cái vật chất mỗi ngày, không biết gì là sự cực khổ của mọi người, lâu ngày cũng trở thành kẻ vô dụng, hạt giống hư trong nhà Phật. Nên người hộ trì đó là giúp đỡ, phải có trí tuệ. Theo những đức thấy rằng cuộc đời người xuất gia chỉ cần có 3 bữa cơm ăn no, có cái bặng ấm áp được, của cải vật chất dư giả không nên. Tại vì sao? Vì nhiều người chúng ta do của cải vật chất dư giả mà hư. Nên hàng Phật tử muốn giúp người xuất gia là giúp cho họ có nhiều thời gian tu hành, chứ không phải giúp cho họ có nhiều thời gian rong ruổi hư hỏng, hoặc là tạo điều kiện phương tiện cho họ xa xỉ. Nếu họ phương tiện xa xỉ thì chắc chắn là hư, chắc chắn khó ai vượt qua được, quý vị. Nên mỗi một người chúng ta phải nhớ rằng công đức của hộ pháp mà trong kinh Phật dạy còn lớn hơn là công đức hoằng pháp. Nhưng người hộ pháp phải chân thật làm thì mới được. Chân thật là có tu có hành. Như bà Hàng quán trưởng hộ trì cho Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng nếu không có Hàng quán trưởng thì sẽ không có Hòa Thượng Tịnh Không. Nên công đức giảng kinh thuyết pháp mấy chục năm, Hàng quán trưởng đã chiếm hơn phân nửa. Đây là công đức hộ trì Phật pháp, người có tu có hành, có trí tuệ, quý vị. Từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta nghe nói công đức hộ pháp lớn lao, muốn giúp cho Phật pháp hưng thịnh. Nhưng có những người tùy tiện tạo điều kiện quá đầy đủ cho người xuất gia, không phải hộ mà là hại. Có những người giúp người xuất gia chỉ cần đi đâu thì mua vé xe, mua vé máy bay, trả tiền ngủ nghỉ, ăn uống, lo lắng đầy đủ hết. Vậy thì quý vị đang tạo điều kiện cho người xuất gia này dễ hư hỏng, càng ngày càng lao ra chằng cảnh, trong khi họ xuất gia là xa căn nhà thế tục, còn mình thì tạo điều kiện cho họ bước ra căn nhà thế tục mà còn nhập thế mạnh thêm. Cái người có thể nhập thế mà không bị nhiễm, người này phải là người có căn tính rất là cao, có tâm giải thoát rất là mạnh. Còn nếu như người mới tu học, ham đi chơi, ham đi chỗ này chỗ kia, ham danh ham lợi, quý vị càng tạo điều kiện cho họ đầy đủ thì không khác nào bị càng hại họ, càng hại họ. Nhưng đức thấy rằng thời đại hôm nay hộ trì cho người xuất gia là hộ trì cho họ ở được một chỗ, đừng lôi kéo dẫn dắt họ đi đâu hết, tạo điều kiện cho họ ở một nơi để tu hành niệm Phật, vậy là hộ trì. Họ có tu thì họ mới hướng dẫn người được, họ rong ruổi hoài sao hướng dẫn người. Rất là nhiều huynh đệ lúc trước những đức quen bây giờ trở thành bệnh rong ruổi,
làm đủ cách, đủ cách phát tâm làm, rồi có điều kiện, có tiền dư bỏ túi. Đây là tu ra bệnh. Quý vị biết rằng có nhiều người tu chúng ta bây giờ nếu không nhận thức thì tu ra hại người, làm cho người ta phỉ báng Phật pháp. Có khi biết Phật pháp lại tan nhà bại sản, gia đình ly tán. Cái học Phật như vậy, ai dám học Phật quý vị? Người học Phật là người đủ duyên đến cửa Phật, tu hành là hoàn toàn đủ duyên. Người này không dính líu cái việc ngoài thế tục, gia đình, gia duyên. Còn nếu như chúng ta là hạng cư sĩ, có gia đình, có con, có vợ, có chồng, thì chúng ta phải áp dụng Phật pháp trong cái cuộc sống đó để học Phật. Chứ không phải chúng ta nghe Phật pháp chúng ta lại đá đổ gia đình, phế vợ, phế chồng, phế con, gia đình ly tán, mọi người mỗi nơi, mọi người mỗi ngã. Nhưng Đức biết một cái chú này, khi chú biết Phật pháp thì từ từ dẫn vợ, dẫn con đến gần chùa thuê nhà ở. Thuê nhà ở từ từ thì chú vô chùa để vợ, con bên ngoài. Từ từ hai đứa con đem gửi trong chùa khác, vợ đi xuất gia, chú thì đi lông nhông ngoài đường. Gia đình của chú không đồng ý cái cách học Phật như vậy. Vợ chồng xa nhau, con cái xa cha mẹ. Có khi chúng ta học Phật là học ra một con người thiếu trách nhiệm. Thiếu trách nhiệm quý vị. Có khi tạo ra mà không có trách nhiệm. Phải suy nghĩ kỹ. Phật pháp là áp dụng trong cuộc sống. Nên công đoạn này mới nêu lên rằng học Phật ở chỗ thay đổi bản chất, tu hành ở chỗ thay đổi quan niệm. Chỉ cần tu học đúng như lý như pháp thì bất kỳ tai nạn nào, đau khổ bất hạnh nào cũng đều có thể lần lượt hóa giải. Học Phật là học sửa đổi lỗi lầm rồi đem Phật pháp áp dụng trong cuộc sống, vậy thì có kết quả. Chứ không phải là học Phật học ra con người thiếu trách nhiệm. Thí dụ như người vô chùa tu cạo đầu xuất gia, một là lo gia đình xong, tuổi già vô chùa tu hành niệm Phật, hai là người này không có gia duyên dính líu. Thì chúng ta đi vô chùa cạo đầu xuất gia tu hành ở một nơi lo tu. Còn mình là cư sĩ có gia đình thì phải đem Phật pháp áp dụng trong gia đình, có trách nhiệm sanh con dạy con đàng hoàng, sống càng ngày càng tốt, sửa đổi lỗi lầm, sống hòa thuận với chồng sớm, hòa thuận với mọi người, hòa thuận với anh em, hiếu thảo với cha mẹ. Mình học Phật ra một hành động như vậy thì nghiệp chướng khổ đau bất hạnh gì cũng lần lượt hóa giải. Vì sao? Vì sửa đổi lỗi lầm. Nhớ những công đoạn này rất là quan trọng quý vị. Còn cái này học ra một con người lông nhông, học Phật một thời gian thì nói trên trời dưới đất, đi tối ngày hết chỗ này đến chỗ khác. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngài có nêu một công đoạn trong thời đại hôm nay, việc ăn chay phóng sanh, lấy việc ăn chay cũng như là việc phóng sanh. Còn việc phóng sanh thì tùy nơi tùy chỗ. Vì bây giờ việc phóng sanh càng ngày càng trở ngại. Nếu như phiên được nhiều người ăn chay, đây là đại công đức phóng sanh. Vì ăn chay là không ăn thịt chúng sanh. Nếu nhiều người ăn chay thì không còn giết hại chúng sanh nữa. Thí dụ như ở miền Tây dùng sông nước, chúng ta mua cá thả cá còn coi được một chút. Còn có những nơi hầm hố, cái việc phóng sanh rất là mất tiền. Còn có những người mua ếch phóng sanh, ếch thì sống nơi cỏ, nơi có cây cối. Có khi đem ếch thả xuống cái hầm, mà hầm xung quanh toàn bộ là xi măng, toàn bộ là bê tông. Có khi thả con vật mà không biết được cái hoàn cảnh nó sống như thế nào phù hợp, cứ nghĩ rằng công đức phóng sanh là lớn, cứ đem đổ đại đổ càng. Còn có những người nghe phóng sanh có công đức của phóng sanh, người bắt có tội người bắt,
mình cũng không muốn người ta bị tội. Nếu như mình chỉ nghĩ đây là công đức phóng sanh mà mình làm là vì cá nhân mình, vậy cũng sai. Mình phải làm chân thật, phải tìm hiểu, phải hiểu biết về việc phóng sanh. Đã làm chân thật rồi mà nó bị bắt thì cái chuyện này là tội do người bắt. Còn nếu như mình thả chỗ này mà người ta bắt, mình biết người ta bắt, mà mình nghĩ đây là công đức nên mình đi thả, vậy thì cái tâm mình ích kỷ, chỉ nghĩ công đức mà làm mù quáng cũng sai. Từ nơi đó, những đức thế đại lão và thượng tịnh không này nêu một câu rằng: khuyên người ăn chay là chỗ đặc sắc, nên chùa của chúng ta cũng có phóng sanh, nhưng những đức đều phóng sanh chim, nó bay thẳng lên trời. Mình thấy nó bay rõ ràng lên bầu trời. Nếu như người ta bắt được, đó là duyên phận của nó. Còn cái việc như thả cá rồi bây giờ như đức thấy càng ngày càng bắt tiền quý vị. Hầm hố bây giờ càng ngày sông ngòi đều ngăn chặn đủ cách. Nhưng đức thấy ở miền Tây nước sông rộng rãi, còn có thể làm cái việc phóng sanh. Còn như một số nơi như ở Đà Lạt, như ở Vũng Tàu này, cũng ít tìm sông được lắm quý vị. Từ nơi đó chúng ta nên chân thật phát tâm ăn chay trường. Còn cái việc phóng sanh hoàn toàn tùy duyên. Nếu chúng ta có thể nhận thức được chỗ này thì tu học rất thoải mái, rất nhẹ nhàng. Chỉ cần niệm Phật ăn chay, thấy ai bất an thì giúp cho người ta an tâm. Còn thấy con vật nào nó bị bắt nhốt, chúng ta thấy có thể giải cứu cho nó, có thể giúp cho nó được thì giúp liền. Còn mỗi ngày từ con ruồi, con muỗi, con kiến, con gián, con vật nhỏ, mình đã tu hành phát tâm từ bi, mình không có tùy tiện giết nó, vì nó cũng muốn sống. Nên lấy cái tâm hộ sanh, thương con vật. Còn đi ra ngoài chợ này kia thì chúng ta đi ngang một cái chỗ bán cá rồi đeo cái máy niệm Phật, đi ngang nó nghe được, cũng gieo cái chủng tử cho nó. Còn đủ duyên quy y cho những con vật có tâm hộ sanh như vậy. Còn nếu như mỗi ngày không chịu lo niệm Phật, lao đi cái việc phóng sanh, rồi đổ cá, đổ vô ao vô hồ, rồi có khi sanh phiền não, vậy thì cái việc phóng sanh này không có đặc biệt thù thắng, không bằng cố gắng mỗi ngày chân thật niệm Phật, sửa đổi lỗi lầm, tu nhân tích đức, sống làm sao cho phù hợp trong Phật pháp dạy, vậy thì đặc biệt vô cùng quý vị. Từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta nếu không có tu học, nhận thức rõ ràng, không hiểu biết, có khi càng học thì càng sai lầm, càng tạp loạn. Rất là nhiều huynh đệ những đức quen lúc trước bây giờ trở thành những kẻ lông nhông, đi hết chỗ này đến chỗ nọ, tu ra bệnh hoạn, giết rồi giống như là dùng nhiều cách khéo léo để mà kiếm chác. Nếu học Phật ra như vậy, thật sự mà nói uổng một đời học Phật. Nên chúng ta nghe tịnh độ phải có tâm giải thoát, phải quyết chí niệm Phật thì tu học nhất định là có kết quả. Những buổi học tập này chúng ta nương vào lời chư tổ sư nhắc nhở mình phải nhất môn thâm nhập, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, và quyết chí đời này phải giảng sanh cực lạc quốc, vậy thì tu học chắc chắn là có kết quả. Hôm nay chúng ta học đến đây quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.